Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món chè thập cẩm. Ở mỗi miền thì sẽ có cách làm món chè thập cẩm khác nhau. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món chè thập cẩm theo kiểu của miền Trung nhé. Để làm được món chè thập cẩm thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây 200g đậu xanh đã bóc vỏ, 200g đậu đỏ, 100g bột năng, một chút nước cốt dừa, 2g bột trà xanh, một gói bột rau câu dẻo, 50g dừa tươi, 50g dừa đã nạo sợi và 250g đường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Đầu tiên thì đậu xanh và đậu đỏ các bạn cần ngâm với nước ấm trong khoảng chừng 2 đến 4 tiếng cho mình nhé. Đậu xanh và đậu đỏ ở đây thì mình đã ngâm được khoảng 4 tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ mang cái phần đậu xanh và đậu đỏ này đi rửa lại với nước sạch. Bây giờ mình sẽ mang đậu đỏ đi nấu chín trước nhé. Mình sẽ cho đậu đỏ vào trong một cái nồi và cho vào cùng khoảng 600ml nước. Mình sẽ nấu cho đến khi hạt đậu của mình chín mềm là được. Trong thời gian đợi đậu đỏ chín thì mình sẽ cùng với các bạn nấu phần thạch rau câu nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây 500ml nước, mình sẽ cho vào trong một cái nồi. Mình sẽ cho vào cùng với nước 5g bột rau câu dẻo. Vừa cho các bạn vừa khuấy đều cho bột rau câu tan ra nhé. Mình sẽ cho vào cùng với bột trà xanh khoảng 20ml nước và khuấy cho bột trà xanh tan ra. Bây giờ mình sẽ mang nồi nước rau câu này đi nấu nhé. Các bạn bật bếp và nấu cho đến khi nồi nước rau câu sôi lên. Khi nồi nước rau câu đã sôi thì mình sẽ cho phần bột trà xanh vào cùng. Mình nấu phần rau câu có màu xanh. Các bạn có thể thay thế phần bột trà xanh bằng nước cốt lá dứa cũng được nhé. Mình sẽ cho vào cùng với nồi nước rau câu này 50g đường và nấu cho đến khi đường tan hết ra. Khi nồi nước rau câu đã sôi trở lại thì các bạn để sôi thêm khoảng chừng 2 phút nữa rồi các bạn tắt bếp và cho rau câu ra ngoài nhé. Mình sẽ cho phần thạch rau câu vừa nấu vào trong một cái khay. Mình sẽ để cho phần thạch rau câu này nguội bớt, sau đấy cho vào ngăn mát tủ lạnh cho rau câu đông lạnh nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cùng với các bạn nấu phần đậu xanh. Đậu xanh thì mình cho vào trong nồi. Mình sẽ cho vào cùng khoảng 500ml nước và nấu cho đến khi đậu xanh chín mềm. Dừa sau khi mua về các bạn gọt bỏ đi cái phần vỏ đen bên ngoài nhé. Bây giờ thì mình sẽ xắt dừa ra thành các cái miếng nhỏ để mình làm chân trâu nhân dừa đấy các bạn. Sau khi nấu được khoảng 15 phút thì đậu đỏ của mình đã bắt đầu mềm rồi. Mình sẽ cho vào cùng với đậu đỏ 50g đường. Và tiếp tục nấu cho đậu đỏ ngấm đường nhé. Phần đậu xanh chín rất là nhanh. Sau khoảng 15 phút thì đậu xanh đã chín rồi. Mình sẽ cho vào với đậu xanh 50g đường. Khuấy đều cho đường tan hết ra nhé. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn một thìa canh bột năng hòa cùng với một chút nước. Mình đã hòa tan phần bột năng ra rồi. Bây giờ mình sẽ cho phần bột năng này vào trong nồi đậu xanh nhé. Mình sẽ nấu
cho nồi đậu xanh sôi trở lại. Nồi đậu xanh của mình đã được rồi, mình sẽ tắt bếp và cho ra bát để nguội. Đậu đỏ của mình cũng đã chín rồi, bây giờ mình sẽ cho ra bát và để nguội nhé. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn làm phần trân châu. Mình sẽ cho bột năng vào trong một cái tô to. Và mình sẽ cho phần đường còn lại vào trộn đều. Các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước đun sôi già lên. Khi nước vừa sôi thì các bạn cho từ từ nước vào trong bột và trộn đều. Các bạn nhớ là nước phải thật sôi già để có thể làm chín bột nhé. Các bạn cứ cho từ từ ít một, sau đấy trộn đều. Mình sẽ dùng tay nhào bột. Bột lúc này còn rất là nóng các bạn. Các bạn nhào nhanh tay cho bột trở thành một khối mịn dẻo là được. Các bạn nhào đến khi mà bột thành một khối mịn dẻo trong như thế này là được nhé. Bây giờ mình sẽ chia bột ra thành các cái miếng nhỏ, ấn dẹt ra, sau đấy cho phần dừa vào làm nhân ở giữa và vo tròn lại. Tùy theo sở thích các bạn thích ăn hạt trân châu to hay nhỏ mà các bạn nặn các cái viên bột to nhỏ tùy theo sở thích nhé. Mình đã có một viên trân châu nhân dừa này. Các bạn cứ làm như vậy cho đến khi hết bột. Và đây là các hạt trân châu sau khi mình đã nặn xong. Bây giờ mình sẽ mang trân châu đi luộc nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước, cho lên bếp và đun sôi. Khi nước đã sôi thì mình sẽ cho trân châu vào luộc. Các bạn luộc cho đến khi hạt trân châu chín, chuyển sang màu trong nghĩa là được rồi nhé. Trân châu của mình đã chín rồi, bây giờ mình sẽ vớt trân châu ra một bát nước lạnh. Trân châu sau khi ngâm với nước lạnh khoảng 5 phút, trân châu đã nguội thì mình đã vớt ra bát rồi. Các bạn có thể thấy trân châu rất là trong, có thể nhìn thấy nhân dừa bên trong. Thạch rau câu sau khi cho vào ngăn mát tủ lạnh thì thạch rau câu đã đông lại. Mình đã thái thạch rau câu ra thành các cái miếng vuông nhỏ. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong các thành phần tạo nên món chè thập cẩm rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra cốc và chúng ta cùng thưởng thức nhé. Vậy là mình đã có một cốc chè thập cẩm vô cùng thơm ngon và hấp dẫn rồi đấy. Hãy làm những ly chè thập cẩm thơm ngon hấp dẫn này cùng thưởng thức với gia đình mình nhé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với công thức làm món chè thập cẩm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.